Mình chỉ có ị hay là mình đi ỉ ở nhà thôi. Và ông nội mình sẽ làm giúp mình cái đấy. Thế thì chưa bao giờ mình phải đi ỉ ở trường hết á. Mình mới, lần này mình không chịu nữa rồi. Thì mình mới nói với lại cô giáo là: cô ơi, em xin phép cô đi ỉ, tí nữa cô có thể ra để giúp em không? Và mình thề rằng là cái nhà xí ở trường học ấy, nó cực kỳ là cần hoa xị, nó thối, nó gai, nó bẩn, tệ luôn. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Thì các bạn có biết không, là cô giáo lấy cái gì để giúp mình không? Là cô giáo lấy gáo nước, để nó lạnh thì vãi cả cất luôn. Cô giáo mình lấy cái mà cọ nhà xí ấy, hay là bất kỳ cái cọ nhà xí nào mà các bạn có thể tìm ở nhà các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Tao là cung bộ cạp.